Xin chào các bạn, lần này mình học tiếp cái bài màu từ không xác định các bạn ha. Màu từ xác định á, thì mình học sau ha. Sau khi mình học màu từ không xác định xong rồi á, thì mình nói như mình nói cái chia sẻ trước á, là còn 1 đến 2 bài hoặc là 2 đến 3 bài nữa. Mình sẽ cố gắng chia sẻ càng xong nhanh càng tốt các bạn, bởi vì qua nhiều cái ngữ pháp khác nữa chứ không phải cái ngữ pháp này mà, nhưng mà nó cũng chia ra rất là nhiều bài các bạn ha. Bây giờ các bạn thấy ha, nếu mà bạn nói là What a lovely day, what a lovely day, làm có nghĩa là trời đẹp quá, có thật là một ngày đẹp trời á. Cái khi mà bạn nói như vậy á, là day là cái danh từ đếm được các bạn ha, thì các bạn có cái mào từ lovely, love, love. Các bạn đọc love, xong các bạn đưa cái hàm răng trên chạm môi dưới để đọc chữ V đó, lovely các bạn ha, lovely, không có cần đọc là lovely, không có cần V, không có cần to như vậy các bạn, không có V, lovely, không có cần vậy á. Chữ V đó các bạn đọc nhỏ lại và đưa cái hàm răng trên chạm cái môi dưới á, lovely, lovely. Thì cái cụm này chắc các bạn nhớ thôi á các bạn, a lovely day, thì nó có chữ what ở trước á. Mình không có biết giải thích cặn kẽ các bạn, có nghĩa là các bạn nhớ đi khi mà nói đến là thật là một ngày đẹp trời vậy á, thì các bạn nhớ. Còn mà cái what lovely weather làm thời tiết đẹp đẹp á, thời tiết đẹp quá, thời tiết thật đẹp vậy đó, giống như là thì các bạn không có dùng màu từ. Thì các bạn khi mà các bạn nói như vậy á, các bạn what là nó đi với là cái một cái danh từ mà không có đếm được á, giống như thời tiết các bạn đâu có đếm được đâu, một thời tiết, hai thời tiết, ba thời tiết, không có đếm được như vậy á, thì các bạn không có dùng mào từ. Còn mà cái câu trên á là thật là một ngày đẹp trời, thì các bạn thật là một ngày đẹp á, thì các bạn bằng cái từ ngày á, các bạn đếm được một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cái danh từ đếm được á, thì các bạn nhớ là có mào từ. Nói chung á là các bạn học nhớ luôn đi, giống như khi mà nói đến là thật là một ngày đẹp trời như vậy á, thì các bạn cứ nhớ nhớ là có mào từ, các bạn cứ dùng dùng nhớ cái câu đó, hoặc là thời tiết đẹp quá thì không có dùng mào từ, thì các bạn cứ nhớ thôi. Một là nhớ, hai là học hiểu. Thì nhiều lúc học hiểu rồi nhưng mà khi mà nói á, thì các bạn lại quên á, cho nên là cứ nhớ thôi á các bạn. Học 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 có nhiều cái các bạn không có cần học nhớ, các bạn học cái luật. Nhưng mà có nhiều cái các bạn nói nhiều hoặc là các bạn gặp những cái câu này nó rất là thường gặp á các bạn, thì cũng làm cho các bạn nhớ thôi. Các bạn nhớ phát âm cái thứ từ thời tiết á, các bạn nhớ w, chu cái miệng tới trước ha, w e w w the the các bạn ha, weather weather, nhấn âm một á. Bây giờ các bạn sắp xếp này, học cái cách sắp xếp cái từ á, sao cho đúng á, một trong một cái cụm từ này. Một chiếc xe hơi các bạn ha, thì là mào từ ha,
cộng với là cái từ xe hơi á, là danh từ á, car là xe hơi hoặc là xe ô tô á. Cái màu từ đó là một các bạn ha, một chiếc xe hơi. Car là một chiếc xe hơi. Thì cái màu từ đó nó đi liền với là cái danh từ xe hơi ha. Nhưng mà các bạn xem cái cụm từ ở dưới ha, là một chiếc xe hơi mới ha. Một chiếc xe hơi mới thì là một ha. Màu từ không xác định các bạn ha. New là mới các bạn ha. Trong tiếng Việt á thì cái từ mới này á, nó nằm cuối. Còn mà trong tiếng Anh á, cái từ mới này á, nó nằm ở giữa các bạn ha. Ở giữa cái từ một và chiếc xe hơi á. Nhưng mà các bạn thấy cái trong tiếng Việt á thì một chiếc xe hơi mới thì cái từ mới này nó nằm ở cuối. Cho nên các bạn không có thể là viết từng cái từ, dịch ra từng cái từ giống như tiếng Việt được, mà các bạn phải nhớ là cái cách viết tiếng Anh và tiếng Việt nó khác nhau á, các bạn sắp xếp cái vị trí khác nhau á. Dịch ra thì một chiếc xe hơi mới. Còn nếu mà các bạn dịch ra mà theo cái kiểu tiếng Anh sắp xếp của kiểu tiếng Anh á là một mới chiếc xe hơi thì nó không có trong tiếng Việt nó bị sai á các bạn, nhưng trong tiếng Anh viết như vậy là đúng các bạn ha. Viết cái từ mới ở giữa. Ở giữa cái một và chiếc xe hơi các bạn ha. Thì cái từ mới này á là cái tính từ các bạn ha. Tính từ nó đi trước danh từ, nó bổ nghĩa cho cái danh từ đó. Cái tính từ mới này á nó bổ nghĩa cho cái danh từ xe hơi các bạn ha. Cái này á, cái ngữ pháp này mình sẽ học sâu hơn sau các bạn ha. Bây giờ mình nói sơ sơ thôi, nhưng mà cái quan trọng là các bạn phải để cái mào từ á ở trước cái từ mới đó các bạn ha, cái từ new các bạn ha. Và cái từ new này á phát âm hai cách các bạn ha. Một là new, hai new các bạn ha. Cách phát âm khác nhau là tùy theo vùng miền á các bạn, hoặc là Anh hoặc là Anh Mỹ á. Nhưng mà sau này mình sẽ giải thích những cái cách phát âm, cái từ nào có hai cách phát âm á thì mình sẽ chia sẻ rõ hơn các bạn ha. Bây giờ mà mình chia sẻ là nó kéo dài cái thời gian á. Nhưng mà các bạn tra từ điển á, các bạn đã học phiên âm 44 âm rồi, các bạn tra từ điển thì các bạn sẽ thấy cái từ mới này á nó có hai cái cách phiên âm khác nhau. Và bạn nào á mà theo dõi 44 âm của mình xong á rồi á thì các bạn nhìn vào cái phiên âm đó là các bạn sẽ biết cái cách phát âm ngay. Nhưng mà mình cũng sẽ chia sẻ từng cái cách phát âm từng cái từ một á sau á, giống như là nó tỉ mỉ hơn á. Bây giờ mình nói sơ sơ qua thôi á, mình chú trọng vào cái ngữ pháp trước các bạn ha, trong cái bài này. Bây giờ các bạn nhìn ha, một chiếc xe hơi ha, là a car, là một chiếc xe hơi. Nhưng mà các bạn viết là a new, một mới, là không có được các bạn, không có viết được như vậy. Có nghĩa là một chiếc xe hơi là một, là mào từ a, xe hơi là car, là danh từ các bạn ha. Còn mà mào từ a mà cộng với tính từ new là không có được các bạn ha. Không có việc kiểu như vậy được là sai á. Cho nên á, cái mào từ không có đi riêng với cái tính từ như vậy được các bạn ha. Cho nên các bạn phải viết là một chiếc xe mới. Cái tính từ mới đó nó bổ nghĩa cho cái danh từ để nó diễn tả cái danh từ đó là nó rõ ràng hơn á các bạn. Giống như là chiếc xe đó là mới á, giống như là nó mới á. Mình sẽ soạn cái bài về cái tính từ danh từ sau các bạn ha, thì mình sẽ giải thích rõ hơn. Bây giờ mình nói một người đàn ông tốt các bạn ha. Nice man là một người đàn ông tốt ha, thì các bạn nhìn vào ha, là cho một á, một á
Là màu từ không xác định ha. Nice. Là tính từ các bạn ha, là tốt. À, tử tế. Man. Man là người đàn ông ha. Thì các bạn thấy đó, là cái tính từ nó nằm giữa cái mạo từ và nó nằm giữa cái danh từ người đàn ông các bạn ha. Và cái mạo từ này ấy là không có, có nghĩa là không có đi chung với cái tính từ riêng rẽ các bạn, phải có cái từ người đàn ông vào á, cái danh từ á. Và các bạn cũng nhớ ha, là nice là trong tiếng Việt á thì tốt, tử tế là nó đứng ở sau các bạn ha, đứng ở sau cái cùng, nhưng mà trong tiếng Anh á thì đứng ở giữa các bạn ha, giữa cái mạo từ không xác định một á và người đàn ông các bạn ha, là danh từ. Mình nhắc đi nhắc lại cái này á, bởi vì khi mà các bạn viết vào trong một cái câu á, sau này mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, rộng hơn á. Bây giờ mình chia sẻ một cái cụm từ để các bạn hiểu cái mạo từ trước á và cái cách sắp xếp tính từ rồi danh từ á. Rồi sau này mình chia sẻ rộng hơn, sâu hơn về nhiều lúc tại sao cái tính từ lúc này thì lúc thì như vậy, lúc thì đứng chỗ khác, lúc thì đứng chỗ này, bởi vì là nhiều lúc cái câu đó, cái cụm đó muốn nhấn mạnh á các bạn cái gì á, thì nhiều lúc đứng nó hơi khác nhau một chút. Nhưng mà mình chia sẻ cái vấn đề căn bản trước ha, rồi khi sau này sắp xếp sau. Và cũng có rất là nhiều loại tính từ á các bạn, hình như 5, 6, 7 loại tính từ gì đó mình sẽ soạn và mình chia sẻ sau ha. Là và những cái tính từ này phải sắp xếp cái loại nào trước, cái loại nào sau á các bạn trong một cái câu á, thì khi học về bài tính từ mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề đó các bạn ha. Và đây là mình chia sẻ cái mạo từ không xác định ha. Cái chia sẻ tới là mình vẫn tiếp tục chia sẻ mạo từ không xác định đó các bạn. Hy vọng là một một chia sẻ nữa thì nó hết cái mạo từ không xác định để mình sang cái mạo từ xác định đó. Một hoặc hai nữa để tùy theo cái bài đó nó dài hay ngắn á, cái loài dùng mạo từ không xác định đó mà dài hay ngắn á. Học cái ngữ pháp á các bạn, nhiều lúc á lần đầu nhiều lúc các bạn không có hiểu đâu, nhiều lúc phải gặp nhiều lần, phải thực hành nhiều lần, hoặc là phải xem nhiều lần, người này chia sẻ, người kia chia sẻ, người nọ chia sẻ. Nhiều lúc một ngày nào đó các bạn hiểu ra, à thì ra là như vậy. Nhưng mà có nhiều bạn á, là hiểu ngay các bạn ha, hiểu ngay bước ngay từ đầu á. Cho nên chúng ta mỗi người là có mỗi cái khả năng học, mỗi cách học, mỗi cái cách hiểu biết khác nhau á. Các bạn đừng có so sánh với ai hết á. Các bạn cố gắng học theo cái khả năng của mình, học theo cái sự hiểu biết của mình. Nếu mà lần này không có hiểu thì lần khác, nếu mà học tham khảo chia sẻ người này không có hiểu thì cố gắng tham khảo người khác á. Các bạn cứ cố gắng thì một ngày nào đó tự nhiên các bạn nhận ra là à thì ra là như vậy á. Cho nên học cái ngữ pháp á, mình giống như không có phải là à, bạn thông minh là bạn nhanh hiểu đâu, tùy người các bạn ha. Và học một cái ngôn ngữ á, thì cũng tùy người, có nhiều người họ có cái năng khiếu học ngôn ngữ, có nhiều người không, không phải là họ dở, không phải là họ 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 không có thông minh, nhưng mà tùy người á các bạn. Có thể cái người đó họ giỏi về cái mặt khác mà không có giỏi về cái cách học ngôn ngữ, hoặc là có thể cái người đó không có giỏi về cái mặt khác nhưng mà là giỏi về, có năng khiếu về học cái ngôn ngữ các bạn. Cho nên mà nếu mà chúng ta không có hiểu ngay từ đầu á thì cũng không có nên buồn hoặc bối rối á. Cố gắng thực hành nhiều á, gặp nhiều á, và
xem những cái chia sẻ người này người kia, tự nhiên một ngày nào đó như mình nói hồi nãy là tự nhiên các bạn cảm thấy là à thì ra là như vậy. Cho nên mình học cả cái ngôn ngữ cũng vậy á các bạn, có nhiều lúc mình học mình không có hiểu liền, có nhiều lúc có nhiều nhiều cái có những cái ngữ pháp mình học mình hiểu liền, cho nên cũng tùy các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ và học tiếng Anh tốt. Hẹn gặp lại các bạn.